những bước để chiến thắng một game Murder Mystery. Bước 1, không nên đi chung một nhóm nhiều người, tuy nhiên cũng không nên đi lẻ mà hãy đi chung với một người duy nhất. Bước 2, nên lựa chọn những người có vẻ nhút nhát và sợ tiếp xúc với người lạ để giảm thiểu khả năng bị cắn ngược lại. Bước 3, cũng là bước quan trọng nhất, làm ngược lại với hai bước kia.